Dân xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Tối nay hai chị em của Dân đi lên ruộng mình soi cua. Đây là cái ruộng người ta mới xả nè, lên được một chắc khoảng 10 ngày rồi. Lên đây mình kiếm tục cua thôi. Dạ. Đã cầm thùng cho. Lên cặp bọc, cặp mấy bờ nè chị ơi. Quên gọi điện. Ôi con ếch nó nhảy rồi chị. Xuống bắt ai. Wow, thấy con cua bò kìa. Đó, kìa, thấy không? Thấy rồi. Đó. Thấy rồi đó. Nè, con cua nó bò. Đây, à. Một con cua đầu tiên luôn. Đây. Đâu thọt tay vô thử rồi chị. Hả? Thọt tay vô càng thử coi. Thôi, đau lắm đó. Dụ tôi hả? Dụ. Tôi hả? Xong rồi ngon rồi bắt bà không? Để vô thử đi. Thôi em biết rồi. Tôi thấy con cua. Kìa. Ôi chị ơi, ếch. Có con ếch luôn. Ồ kìa con cua thấy kìa. Rồi, tôi lội xuống bước cây. Chị bắt không? Rồi. Trời ơi, tôi xuống một bước một à. Cắm đậu xuống đó đi nghe. Cái gì vậy chị? Nó xuống sâu lắm nè. Ơi, tính xuống một bước thôi. Tính xuống một bước cua rồi. Cua này giỡn mặt với mình luôn. Giỡn mặt hả? Dám giỡn với chị sao? Ừ. Biết sao không? Nó hơi cặn cặn chùm chùm. Nó bò á. Dạ. Cua cũng dễ biết ha, gọi xa xa cái nó đen đen à. Nhái chi? Ếch nhái ảnh ương gì nó kêu thôi. Cái kỹ nữa nha. Tại biết sao có cốc gà nè. Ồ em thấy con kìa. Kìa. Trời. Thấy không? Thấy rồi. Đó. Nó trốn trong cái bạc cái tim cái chỗ này nó lên. Đây con cua. Con cua này là con cua đực. Cua đực dạm dễ biết nha. Cái yếm nó khác. Ôi ồ nhảy nhảy. Đục tiền, bắt nó liền. Nó làm gì mà cắn cái cắm câu hả? Ừ. Thấy không? Nè, nó trốn dưới đó luôn. Ừ. Trời nó khôn dễ sợ nó trốn. Ừ. Lúa này xả mấy con từng lễ. Ừ. Mà ô tổ ớt nhái gì nó nhảy quá cô trời. Cô tên ông cua nữa lên nó cắn lúa người ta chân á. Cắn á. Ừ. Cắn đứt ngang luôn á. Ốc với cua sợ ừ. Ha. Ốc bông vàng còn dữ nữa. Coi gọi có cá không? Không, cái trên này ruộng gì là có cá thôi chị. Có. Cá lương rồi đó. Có đang mình xuống mình bắt nó coi. Nước này dậm hết một khúc sông luôn. Ba còn mùa hồng quá trời ha. Nhảy 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 hụt 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 thấy ham. Bà đeo đèn chừng nào là bà hồng như chừng nấy luôn. Kìa chị ơi nè, nè. Rồi thấy rồi. Nè ha. Ừ. Ơi ngoài đó con kìa. À, cô bắt đây tôi bắt ra ngoài nha. Ờ. Bước trời xa xa. Nè. Rồi mình bắt dính được con cua nè. Đây con cua này là ơi con cua cái. Cua cái nè. Cua cái cái yếm nó bự. Ừ. Thọt tay vô đây à. Đi nó, ngu quá. Nó kiếm rồi đó à. Cắn nghe vũ nó bịch á. Vũ gì vũ xỉu luôn. Sao lúng thế. Đi từ từ thôi. Ừ. Gọi bên đây chị gọi bên đây đem gọi bên đây. Rồi cô gọi miếng cô miếng nào. Em bên đây. Tôi bên đây. Rồi tôi trở về bên đây lại. Đàn cá thấy gì nữa.
Đây là cô thấy con cua cô ơi. Trời ơi, đố con cua này cua gì? Cái đực. Cua đực. Ủa, cua cá. Ai biết, nó là gì, giấu tiêu ai biết. Đèn tôi màn thành như là nó đi này nè. Đây. Tôi cầm tay gì vậy? Tay đứng bên này, lúa nó bò lên á. Cô á. Còn cá kìa. Đâu? Nè. Ờ, nè nó rồi. Nổi nè ha. Cá rô. Cá rô. Dạng quá ha. Em bắt thử dính bắt thử đây. Wow, không dính. Dính không? Dính. Dính thua em gì? Dính. Ủa cá sặc chị ơi. Ủa mình thấy à cá sặc mà trứng này nó lên nó đẻ đó chị, đẻ ừ, không? Đúng rồi. Quá wow, một bầu trứng luôn á. Đó, trời mừng nha. Đi đi đi. Thiệt tình thiệt á, đi không đi đâu. Nó lên nó đẻ đó chị. Qua hai bên. Coi có ăn cá lóc bự không? Có mình cái đắp lại nước nha. Sâu quá không 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 bắt được. Biết sao có mình đắp lại một khúc. À, đắp lên khúc cái ruộng mình mong như đắp một khúc. Ừ. À em thấy con cua nữa rồi. Rồi, 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 rồi. Nè. Nó trốn em kìa. Trốn kìa. Nó vô trong ấy luôn. Này. Rồi. Một con cua nữa. Một cua nữa. Bên chị khô. Bên tôi. Ơ à, kìa nữa kìa chị. Ý, chị ơi im quá à. Đó. Đây. Đây. Nó bò lên. Trời muốn mưa rồi nó lên á. Trời ổng đang thui hết trơn kìa. Con tính là chiều là mưa rồi đó. Ổng đang thui rồi hồi về là mất mưa. Hình như em thấy con cá ở đây. Cái này sâu quá, không có cua đâu. Không, có cũng không thấy. Nước nè. Thấy lúa người ta lên cao, thấy lúa này thấy gầu ha. Lúa này ta xả sao chị ơi. Cái chỗ này có lung nè, người ta xả sao. Nó lúng xèo xèo á. Đi về mấy bên này bớt rồi. Nó không có lúng nè, thấy không. Wow, chỗ này gì như cái thiệu à, biển dạ. Vậy. Ôi, cái chỗ này như cái biển luôn. Sâu luôn. Bằng cái bà lớn đi làm á, sống nổi. Đi không được luôn á. Đang làm cho nó. Nước hết biết hả? Nước nhiều. Ừ. À, cái bùng bồn này nặng hay nha. Bộn thấy cá chạy ụt kìa. Nước nó trong mà. Thấy nước trong thấy ừ. Chưa? Mà không bắt được nó đâu. Đây. Cái đèn tôi kìa. À ơi, vô đụng tới giường không hay ông ơi. Ủa. Vô đụng tới giường không hay đâu á. Cái gọi có không quẹo à, ra. À, cô ơi thấy bên này con cua cô ơi. Thôi. Đi đường này xuống. À. Cua đó cua đực đó chị. Cua cái, cua cái, cua cái. Phải không? Hai cái càng nó nhỏ, cua đực càng bự. Trời rồi coi có gắn không mẫn vậy bắt nó luôn. Ôi trời ơi trời bỏ dép luôn. Đi về trả ra bắt dầm đằng kia đây tôi không bắt rồi đó quẹo hướng này chị nãy mình bắt hướng này rồi mình trả xuống giường lại trở ra.
Ồ, cái chỗ này mà có cua là khỏi chạy luôn ha, cá cũng khỏi chạy luôn rồi chị. Khỏi, đâu có thoát với mình nổi. Đâu thoát nổi đâu. Chân dài đâu, thoát chân dài nổi. Chua còn chạy không nổi nữa cua. À kìa kìa, thấy kìa, trốn dưới đó kìa chị. Nó chui đất luôn á. Đó. Chị bắt em bắt. Cô bắt đi. Trốn ra, nó trốn khôn nha. Trốn nè. Con này là nhịn càng là biết con cua đực rồi nè, thấy không? Cua đực càng bự lắm. Mày trốn này tỉ hả? Mày trốn này tỉ tao hả? Cũng bộn bộn mới hay chị nha. Chua. Tôi đi dưới này rồi. Mà đi dưới này cũng không được. Đúng anh ta đó, đi đi. Thấy đang đi từ từ đang gọi chứ. Ai da. Dạ. Đất này không có bằng đi nó khó. Nè, kìa kìa em thấy là con kìa. Rồi rồi rồi. Ở đây đi. Rồi. Thấy không? Nè 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 nè, nó trốn rồi đó, thấy không? Ừ, nó nằm xuống liền. Ờ. Khôn thiệt, khôn thiệt. Nè. Nè. Giác này là tao bò lên rồi. Ừ. Cua đực nữa. Ừ. Giác này là giác nó lên rồi đó. Lên. Biết lên làm gì không? Lên cắn lúa. Lên cắn lúa nè. Chứ phải nó lên nó bò nó đi chơi đâu. Ai phải đòi đi chơi người ta nói gì đâu. Cắn cá là đứt một bụi, cắn cá là đứt một bụi đó. Gì mà thấy có mấy con cá hả? Một bụi đó nữa nở lên nó nhiều lắm đó chị, nó bự tè le luôn. Ừ. Người ta măng ruộng người ta gâu lắm nè, cua ốc nè. Ừ. Wow, ngay cái ống cống bự quá. Cái ấy đập bay. Cái này cái đập. Qua đập qua ải này coi. Cái đập này mình đặt cái lú cái giớn gì á, cá ừ. Nhiều lắm á, tép, có hầm tông nữa. Đúng rồi. Đi khi nào quên đường về nhà không? Quên. Biết à. Rồi thứ ơi, chỗ này im quá nè. Gì vậy? À, rồi, nó bò tới dòng bờ luôn à. Ừ. Nha. Ờ. À, mình bắt. Rồi, giữ bắt. Được cái đây. Được. Cái. Rồi cho vô. À. Gọi trước trước cái ha, đi cho nhìn cho dễ, vừa ừ. Gọi vừa đi cái tè. Đường nó khó đi nè. Sậy không nè? Sậy không à, không phải bò mẫu. Mẫu đâu? Mấy ông này mằng ruộng ta chặt cái này cho nó sạch sẽ cho nó đẹp đẽ gì đi. Nắng nắng rồi đó. Đi tới cái bờ đó rồi đi về chưa? Cái bờ này bích đường à? Bích đường rồi. Như đây mà ơi, mày mua mấy con tôm với thêm mấy con mực nó là ngon lành rồi đó. Ghê chưa? Ghê tính chưa? Rồi đó. Tính rồi đó. Ờ. Mấy chỗ nó sâu quá không xuống sâu. Được đâu. Ở đây là vô tới cái bờ rồi. Cái bờ, ừ. Bờ vườn của người ta. Ừ, vườn là không dám lội đâu. Ừ. Bịch quá. Cái con hông chân nhiều lắm. Ừ. Về chơi. Về đây. Được nhiêu rồi. Đó. Rồi của mình cua có hai chị em mình bắt nhiêu đây á là giả ra là mình nấu nồi nước lẩu là ngon rồi đó. Bây giờ mình rồi. Đi về chơi. Rồi. Sáng mình tính tiếp ha. Rồi. Bây giờ mình rửa cho nó sạch ra. Nên mình giọng nó thế được. Ồ, lên núi luôn rồi nè. Lên núi rồi. À, cua mấy chị em dân đi soi về, giờ dân làm sạch rồi. Chút xíu nữa mình đâm ra mình nấu lẩu cua. Mình ăn với mực, con mực với con tôm. Ở đây là bông mướp, là trái mướp, bông bí, nấm kim châm. Rồi có củ cà gót bỏ vô cho nó đẹp nước. Bây giờ dân với chú Út đi hái rau mùng tơi với cải xanh nữa. Đi chơi. Rồi đây là bờ cải xanh của mình Út ơi. Rồi. Nhau tỉa tỉa để cho nó cộng kia nó bự lên.
tỉa tỉa thôi. Cái này cái mình tưới nước cái mình cái nó lên nữa rồi. Đúng rồi. Rồi nhiêu được rồi đó chị. Đi cắt mùng tơi. Thì đi đường này luôn. Đây củ cải, cái này là cải trắng rồi mới trồng nè. Đây rau dền, bờ này rau dền luôn. Tại mùng tơi đây nè, các em trồng rau dền cái có dần mớp đó, sẵn mình ăn luôn. Cô cắt đi ha, tôi cầm cho. Quá non rồi đó. Bò không biết đường luôn đó. Bò cũng lung hết. Nó đánh kéo luôn. Cắt rồi mình lặt ra nha chị Út. Rồi, cô cắt đi rồi đem cho tôi nè. Nó quấn qua người ta luôn á. Mùng tơi này mà không ăn cái nó bò ha. Bò dữ lắm bò. Nhưng mà tốt. Rồi mình hái nguyên một nồi là được rồi nè. Rồi đó, bỏ vô thau luôn. Thôi được rồi chị ơi. Đem vô lặt ra, nguyên một khổ luôn. Chị Út thì lặt cao, còn dân thì đâm cua. Ừ. Cua cái mình cho chút xíu muối vô. Khi nào mình nấu cái thịt con cua nó sẽ nổi lên quến cục. Cái này cũng hay ha chị Út ha. Để muối vô mình đâm là nó nổi lên hả? Ừ, thịt cua nó nổi lên mà nó đóng về về vậy đó. Đúng rồi. Rồi dân lượt cua xong rồi, giờ dân bắt lên nấu. Nấu nước lẩu. Rồi nè, cua của mình nấu như vậy là được rồi nè. Mình cho miếng đường với hạt nêm vô. Tại nãy đâm cua rồi, có cho miếng muối vô rồi. Cho củ cà gót vô. Đẹp mắt lên hả chú? Rồi mình chuẩn bị mình dọn ăn thôi. Rồi lẩu cua của mình xong rồi. Nhắc ra. Thơm quá chị ơi. Rồi lẩu cua đồng hai chị em Dân nấu xong rồi. Mời má ăn lẩu cua. Dân mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn lẩu cua với Dân nha. Bữa nay ăn đậm bạc thôi ha. Ăn cái lẩu cua mà đậm bạc hả? Dạ. Cua đồng là đậm bạc, cái đó là tôm với cái đó là với mực. Còn nước sôi mình cho tôm với mực vô chị ơi. Rồi. Bỏ luôn đi. Bỏ vô đi, bỏ vô đi. Bỏ luôn đi. À, thấy không? Thấy em cắt cái bông không cho vô cái thành cái bông đó. À, con tôi cũng biết giữ nha, đẹp nha, đó. Đó bà cô. Ừ. Cắt cho. Chàng chi đẹp quá ha. Cái bông của em đó. Bông qua không đó. Dạ. Dảnh lên. Mình cho vô nước cái nó dảnh liền ngộ ha. ngộ thiệt vậy. Rồi. Rồi bên đây thì em sẽ cho rau vô. Rồi. Bông mướp này mình nấu canh với cá lóc và ăn ngon lắm nha. Ngon. Ăn lẩu thì không biết sao. Cũng ngon hả? Lẩu nó phải ngon hơn rồi. À, rau mùng tơi luôn. Cha rớt bông mướp bông bầu vậy ăn cũng ngon chứ. À rồi có mướp nữa nè, mướp bỏ bông vô cho nó ngọt nước. Dạ. Đọt bầu hả má, đọt mướp nó canh ăn ngon. Cũng ngon mà bông cũng ngon nữa. Cải xanh luôn, cải xanh là mình tự trồng luôn. Tôi chín trồng đó. Theo mình chắc cái dĩa ra nó đẹp gì mình đâu có được ăn. Thơm cua hả bà con? Ngộ chị. Ngộ thiệt á. Cua thơm cua liền ngộ ha. Cái gì thơm đấy. Yeah. Nè, thịt cua nè má, ăn thịt cua đúng thôi, hồi cái nó. Vớt cho bà cua bà cô đi. Bỏ vô rau vô gã chưa? Dạ. Nè, thấy không, ăn cái này bổ lắm. Mực mình cũng chín nè, tôm cũng chín luôn. Ta bán lẩu tôm, ta đâu có làm, tại vì dưới tôm nhiều quá, cua nhiều dữ vậy đó. Mình của nhà mà. Cái nhà lá vườn mà bà cô. Cái này rau này là chín rồi đó. Chín rồi. Ôi em ăn trước miếng mực cái đi. Có bông đẹp quá. Rồi Dân cũng mời cô chú anh chị các bạn ăn lẩu cua đồng. Mời các bạn ăn tôm. Giòn ngon quá. Ngon quá. Ngon không? Ngon.
Đúng không? Thịt cua đồng mà nó đã ngọt rồi mình cho mướp vô nó ngọt nữa. Rồi bông mướp. Không biết bông mướp mà chín chưa? Chín rồi. Bỏ vô chút xíu chín rồi, ăn giòn. Ăn thử coi nó ngọt không? Ngon quá chị ơi. Lâu dữ em ăn bông mướp á. Em chan trái mướp thôi. Ăn thử đi mắt. Ngon. Sao? Ngon không ăn rồi. Ngon. Lẩu cua đồng thì nó thơm thiệt ha. Đúng rồi. Hôm mai mốt mình mua cua biển về mình đâm ăn thử rồi sao? Hồi đó giờ chưa ăn. Chắc không bằng cua đồng đâu. Con nghĩ hồi nó đó ngon giờ tôi chưa ăn một càng cua biển luôn á, một con á. Cua được cua đồng thì mình có ăn. Tại không ăn cái gì? Tại không có mua lấy gì ăn. Nó mắc quá bà cô ơi. Hồi nãy mình đi bắt cua đồng ăn đi bà cô. Ăn con cua cái nó muốn nghèo rồi. Nó tiếng như sang vậy chứ ăn không có bỏ lòng cua đồng của mình đâu. Cua biển đó bà cô. Cái cua này là mình ăn là nó bỏ thôi. Tôm luôn, tôm luôn. À miếng mớp hệ thì nó nóng dữ lắm nha. Gào đi, cải xanh mà. Thấy không chị? Ăn gạt trước đi. Gấp cái chén này cho nó nguội chứ. Bữa thì nóng dữ lắm á. Dạ. Nóng quá. Định cho con tôm đỏ nó vô mà. Bắt cua cũng thấy ham quá chị ha. Nhà miếng đất thì có cua, nhà miếng đất cũng ít xịu à, chứ không phải miếng nào cũng có. Mình bắt hởm là đất nó lúa nó mới lên. Mưa là lên. Dạ. Bắt nó lên, nó đi kiếm lúa nó cắn á. Phá lúa hả? Ừ. Ngồi mình bắt trước nó rồi. Mưa nó mới lên á. Tại đêm nó được nhiều nhiều, coi nhiều nhiều mới ham ha. Dạ. Nó không có nhiều. Đủ ăn rồi về được rồi. Không mũi cắn mũi chết. Bữa này quá mát. Ăn cái gì cũng mát hết. Cua cũng mát, rau đắng, rau quấy cũng mát luôn. Cải xanh. Còn nãy giờ mình chưa bỏ bông bí vô chứ quên luôn. Ừ đó. Nấm kim châm nữa nè. Cái này ngon mắt. Ngon. Ồ hấp dẫn quá. Ăn mướp rồi. Video của Dân đến đây đã kết thúc. Dân cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem ủng hộ kênh Dân Nguyễn Cuộc Sống Miền Tây. Dân xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công cho cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.